Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Năng lực của người chúng ta tự nhiên là vô cùng tín nhiệm rồi. Huyền Minh Vực có ba đại vực môn. Sư đệ từ bên này lẳng lặng rời đi là được. Ba nơi vực môn, một nơi do nhân tộc lắm giữ, một nơi bị Mặc tộc chiếm cứ. Chỉ còn vực môn này là không có quy thuộc. Để một thánh nhánh tiểu đội xuyên qua, chắc hẳn là Mặc tộc cũng sẽ không quá để tâm. Ấy, nếu đi đến tương tư vực, vực môn nào là gần nhất? Vực môn khác nhau, lộ tuyến cũng khác nhau, có lúc chỉ là trong nhất niệm. Có thể cần trung chuyển thêm mười mấy đại vực. Nơi này, nơi bị Mặc tộc chiếm cứ. Sứ đệ chắc không phải là muốn đi từ nơi này đấy chứ? Thời gian cấp bách, tự nhiên là phải càng nhanh càng tốt. Làm bừa, Mặc tộc đại quân bố phòng bên đó, sao người có thể thông hành? Nếu là rơi vào bao vây, vậy thập tử vô sinh. Cho nên cần phía Huyền Minh quân phối hợp một chút. Người nào muốn phía Huyền Minh quân tạo ra áp lực cho Mặc tộc, người không sợ bọn họ đột nhiên bạo khởi gây khó dễ, ra tay với người hay sao? Ngày trước, ta trận trảm ba vị vực chủ, phía Mặc tộc chắc chắn là sẽ để tâm đến ta. Chứ vị sư huynh nếu là Mặc tộc vực chủ, lúc này ta phải rời đi. Các ngươi hãy thề chết một trận, hay là mặc kệ thông hành. Đối với cường giả giết vực chủ như giết gà vậy, Mặc tộc chắc chắn là sẽ cố kỵ vạn phần. Hắn lúc này rời khỏi Huyền Minh vực, đúng là sẽ không có ít vực chủ mừng còn không được. Nói không chừng thật sự là đến tiễn đi. Hậu sinh khảo ý mà. Nếu chỉ dũng mà không mưu, vậy cũng chẳng có gì để đáng nói. Sợ chính là cái loại có dũng có mưu thế này. Đây mới là ác mộng của Mặc tộc. Thực ra không thả đi cũng không sao. Chúng ta thuận thế có thể đánh thêm một trận. Chảm ba vị vực chủ của bọn chúng không sợ, ta lại chảm thêm ba vị nữa thì sao? Bọn chúng có bao nhiêu vực chủ để chết như vậy? Sớm muộn bọn chúng cũng đều phải thả đi thôi. Đúng, cứ làm như vậy. Quay về thật sự là đánh nhau rồi. Ta làm tiên phong. Cầm mồm đi. Cho dù phía Mặc tộc có thể cho phép, nhưng sư đệ rời đi như vậy cũng tương đương với việc Mặc tộc mất đi sự kiêng dè lớn nhất. Có lẽ bọn họ sẽ nhân cơ hội này phát động chiến sự. Việc này không cần phải lo. Nếu ta có thể rời đi cũng có thể lại giết quay về, bọn chúng sao có thể xác định ta đã đi chứ? Lại nói, nếu thật sự đánh không sao hết, ta đã phân phó tiểu thạch tộc phân phát xuống rồi. Chiến lược hiện nay của Huyền Minh quân so với lúc trước còn cường đại hơn nhiều. Lời gì cũng được Dương sư đệ nói hết rồi, chúng ta đâu còn chỗ nào để phản bác nữa. Xem ra chuyến này ngươi chắc chắn là phải đi rồi. Vậy ta coi như đã thuyết phục được mọi người rồi đúng hay không? Vậy việc này cứ quyết định như vậy đi. Lệnh cho tướng sĩ của tiền tuyến Huyền Minh quân toàn quân áp trận, binh phát Mặc tộc đại bản doanh. Rõ. Nhân tộc Nà Rang đánh máu gà hay sao? Giao chiến với nhân tộc ở Huyền Minh vực đã mấy chục năm, vẫn là lần đầu tiên bị nhân tộc đánh đến tận cửa nhà. Từ lúc nào mà Mặc tộc lại sợ nhân tộc như vậy chứ? Vì sao chúng ta lại không đi nghênh chiến? Người quên rồi sao? Huyền Minh vực mới đến một nhân tộc bát phẩm, chảm sát ba vị tiên thiên vực chủ. Không chỉ như vậy, phía Bất Hồi Quan, đến vương cấp Mặc Sào cũng bị hắn hủy mất hơn 7 tòa. Có người như thế này ở đây, sao chúng ta dám tùy ý ra tay được chứ? Thái hư cảnh. Thế giới ở trên Bất Não Thụ quả nhiên là rõ ràng, đã thiếu mất rất nhiều. Đem bản thân não thụ, bệnh thái đó cũng càng thêm nghiêm trọng. Mấy chục năm qua đi, càn khôn thế giới bị thiên địa đại đạo, không biết là có bao nhiêu. Cuối cùng thể hiện nên tình hình của não thụ bên này, chính là thế giới quả đã bớt đi rất nhiều. Thụ não, có việc gì? Thụ não, phía tương tư vừng. Còn có càn khôn thế giới chưa bị hủy thiên diệt địa đã. Còn chưa bị hủy đi thiên địa đại đạo hay không? Trước mắt ngoại trừ người, mười mấy đại vực chiến trường và mấy đại vực hậu phương của nhân tộc đại quân, trong những đại vực khác
đã không còn càn khôn thế giới có thể dùng được nữa rồi. Được, tiểu tử đã hiểu rồi. Vốn dĩ muốn thử xem có thể từ phía của thế giới thụ truyền tống đến tương tư vực hay không. Trước mắt xem ra, chỉ có một cách mượn đường của Mặc tộc mà thôi. Nghị sự trước đại tiền. Thần Hy vốn dĩ thuộc về biên chế của đại diễn quân. Trong huyền minh quân đã hội tụ toàn quân của đại diễn quân. Phá hiểu cũng ở trong đó. Năm đó tinh nhuệ của tiểu đội được sắp xếp vào đại diễn quân có 4 nhánh. Đến nay chỉ còn Thần Hy là giữ được. Tuyết Nang đội của Diêu Khang Thành, Huyền Phong đội của Mã Cao, Lão Quy đội của Sài Phương đều đã trở thành lịch sử. Trên chiến hạm này, ta từng cùng đám người Linh Kỳ Trí, Khâu Thái Sơ kề vai sát chiến. Còn có Nhậm Bẩm Bạch và Ngư Tử Du sau đó gia nhập Thần Hy. Trương Dương cùng với Huyết Nha Liễu gia nhập. Đội trưởng, chư vị lâu rồi không gặp. Phá hiểu chiến hạm, giáp bản, chư vị lâu rồi không gặp. Phùng sư tỷ, ấy nghe nói sư đệ đã tấn thăng bát phẩm, đến huyền minh vực, sớm đã muốn đến xem thử. Tại phía tây bộ phòng tuyến ma tông, chạy rất lợi hại, ta cũng không đi được. Sư đệ đừng trách, sư tỷ nghiêm trọng rồi. Còn có Thẩm Ngao, Bạch Ngao, Huyết Nha, lâu rồi không gặp. Ấy còn sống hả, không dễ dàng nhỉ. Đại diễn bất diệt huyết chiếu kình quả nhiên là thua kém Phệ Thiên chiến pháp rất nhiều. Huyết Nha mặc dù thực lực trưởng thành cực lớn, nhưng rõ ràng hơi thở lặng lề bất định, như vậy xem ra đã có di chứng không hề nhẹ. Luyện hóa Mặc tộc nữa, nếu không ngươi sẽ chết đấy. Đừng luyện hóa Mặc tộc nữa, nếu không ngươi sẽ chết đấy. Ngươi còn chưa chết, sao bản tọa có thể chết được? Mạng của gia hỏa Dương Khai này thật lớn. Sau trận chiến Sơ Thiên Đại Cấm, đã nói Dương Khai chắc chắn là phải chết rồi. Nhưng cách cả ngàn năm, tiểu tử này vậy mà còn có tu vi bát phẩm khai thiên. Đã nói ngươi tốt thì mạng không dài, họa hại kéo dài ngàn năm, lẽ nào là thật hay sao? A Thái cũng tấn thăng thất phẩm rồi hả? Đạo chủ, không cần phải đa lễ, các ngươi vẫn còn sống, tu vi cũng đều tăng lên rồi, thật tốt quá. Lần này các ngươi cùng ta hành động, có một số việc cần phải các ngươi xuất lực. Nhưng nhiệm vụ lần này có chút nguy hiểm. Nếu có ai không nguyện ý, ta cũng không cưỡng cầu. Hiện giờ có thể rời đi. Đội trưởng, lần này đi làm gì vậy? Tiến đến tương tư vực, bên đó có nhân tộc võ giả bị vây. Nhiệm vụ của chúng ta là cứu bọn họ về. Đại nhân, xin hỏi lần này đến tương tư vực, chúng ta có bao nhiêu người vậy? Đội viên mới của Thần Hy, Hầu Tử. Hầu Tử, Thần Hy đội, thêm vào một người là ta. Nhìn người này có vẻ lạ mặt, chắc chắn là đội viên mới vừa gia nhập Thần Hy không lâu. Một đội nhân mã lại dám đến tương tư vực cứu người. Thần Hy mặc dù là tiểu đội tinh nhuệ, nhưng cũng ít quá rồi đấy. Nhưng nhìn sắc mặt của các tiền bối khác, vậy mà lại không hề có chút khuyên can nào hết, ngược lại còn có chút hưng phấn. Nghe nói vị đại nhân này từng dựa vào sức của một mình chặn chảm 3 vị vực chủ. Nếu là thật, vậy ta có thể có cơ hội cùng vị nguyên đội trưởng Thần Hy này kề vai tác chiến. Thật sự là vinh hạnh một đời. Nguyện theo chân đại nhân làm trâu làm ngựa. Nguyện theo chân đại nhân làm trâu làm ngựa. Nếu là vậy, việc không thể chậm trễ, chúng ta xuất phát thôi. Các phu nhân mau nhìn đi, đó có phải là thiếu gia hay không? Cục thế của trận tiền của hai quân như nước với lửa, chiến hạm đó của hắn sao lại trực tiếp xông về đại doanh của Mặc tộc vậy? Phá hiểu đã hoàn toàn thoát ly ra khỏi nhân tộc đại quân rồi, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ tiếp xúc với Mặc tộc đại doanh. Dương Khai muốn làm gì vậy? Vội vàng đi tìm cái chết hay sao? Khốn nạn, nam nhân thối, hành sự trước giờ không suy nghĩ cho chúng ta. Nhân tộc đến rồi, nghênh địch. Sư huynh, ta sắp không kiên trì được nữa rồi. Uy áp của nhiều vực chủ cấp cường giả như vậy, sao ngũ phẩm như ta có thể chống đỡ nổi chứ?
Sư đệ nhất định là phải cố lên, nếu chúng ta ngã xuống sẽ chỉ là mất mặt của nhân tộc mà thôi, để Mặc tộc chê cười. Đừng hoảng. Ơi, uy áp của các vực chủ đã biến mất rồi. Là đội trưởng, uy thế của đội trưởng, vậy mà lại bao trùm cả Mặc tộc đại quân. Lấy sức một người uy chấn ngàn vạn Mặc tộc. Lúc trước ở chỗ, Thẩm Ngao nghe rất nhiều truyền thuyết liên quan đến tiền bối, nhưng cứ cảm thấy có chút thành thần nam quá. Thành phần nam quá, hôm nay vừa gặp, tuyệt đối là giống như truyền thuyết không hề giả dối. Có kẻ nào có thể làm chủ sự vụ đi ra đây? Sao hả? Chứ vị vực chủ, sợ một nhân tộc như ta hả? Nếu thật sự nào vậy, các ngươi vẫn là cút về nguyên địa đi. Cần gì phải lưu lại bên này làm ngứa mắt người khác? Ơi, tính khẩu to gan, dựa vào nhân thân phận hạ tiện của ngươi mà cũng dám. Dám mắng ta, quay về ta sẽ giết chết ngươi đầu tiên. Chim xuất đầu này thật đúng là áp lực quá mà. Miệng lưỡi cũng cứng lắm nhân tộc. Lục Bích. Là Lục Bích. Hạng Sơn tiền bối từng nói, khi Huyền Minh vực nhân ma hai tộc đại chiến, hắn từng đánh lén Lục Bích này, nhưng lại không thành công. Đạo thụ nhân này tuyệt đối không phải là làm cảnh. Sợ rằng là một thủ đoạn cực kỳ lợi hại.